Làm sữa chua dưa ua nghe, một lon sữa ông thọ, một hộp sữa chua cái và một bọc sữa tươi. Đầu tiên thì mình đổ sữa ông thọ vô đây. Sau đó thì lấy nước sôi. Phải cho tan sữa ông thọ ra. Cắt sữa tươi. Cách này rất là nhanh luôn. Khuấy đều, bỏ microwave hâm 3 phút 50 giây. Hồi nãy mình có hâm 1 ca rồi, thì chỉ bốc thôi. Sữa ông thọ, một bịch sữa tươi, một lon nước nóng, nước sôi, khuấy đều xong, bỏ microwave hâm 3 phút 50. Sữa
sau đó lấy ra thì bỏ vô một cái vô, xong rồi móc vô ly đem ủ 12 tiếng đồng hồ. Lúc ủ không có cần ngâm nước nóng trong trong ca ủ nữa, tại mình đã hôm mai quay rồi. Sữa tươi và sữa ông thỏ được hâm nóng mọi người. Hôm nay quay 3 phút 50 xong thì mình đổ dưa ua cái vô. Sau khi mình múc vô sống thì mình đem đi ủ khăn, mình để đây nè, mình để trong cái tủ này để như vậy cho tới 12 tiếng đồng hồ sau thì mình bưng bỏ tủ lạnh. Hai tiếng đồng hồ sau thì mình sẽ có cái dưa ua cá, dưa ua nhúng vàng, ấp ngược không có ngã nè, không chảy. Mình ăn thử nha. Nó chua chua. Rất là ngon, dễ tiêu hóa, bổ dưỡng cho xương nè.